Vợ chồng, con cái và cả gia đình đang sống yên vui, hạnh phúc, thì ông đột ngột ra đi không một lời trăn trối, làm cho vợ con và gia đình vô cùng bàng hoàng, đau đớn và tiếc thương. Những tiếng gào khóc vô cùng thảm thiết. Người mẹ, người vợ và những người con của ông là những người vô cùng đau đớn và tiếc thương. Vì đây là những người mà hàng ngày họ ăn ở với nhau, chung sống với nhau, làm việc với nhau. Không những thế, họ còn là những người đồng cam cộng khổ cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, cùng nhau lo lắng và vun vén cho cuộc sống của gia đình. Vậy mà đùng một cái, họ phải mãi mãi mất đi người thân yêu của mình, thì làm sao mà không đau đớn và tiếc thương. Cộng đoàn giáo xứ và tất cả mọi người tham dự lễ tang của ông, ai cũng nghẹn ngào xúc động, ai cũng thấy buồn và tiếc thương. Vì ông là một người hoàn toàn mạnh khỏe, ông sống rất hiền lành, đức độ. Ông sống rất có trách nhiệm với gia đình, hết lòng yêu thương vợ con. Ông sống rất gần gũi và chan hòa với mọi người. Ông là một người tín hữu đạo đức tốt lành. Kính thưa quý vị và các bạn, ông Phêrô Cao Văn Dương sinh ngày 8 tháng 8 năm 1970, sinh trú quán thôn 5, xã Linh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ông chẳng may bị mắc một cơn bạo bệnh, mặc dù ông đã được vợ con, gia đình và các y bác sĩ hết lòng chăm sóc cứu chữa, nhưng do căn bệnh quá hiểm nghèo, ông đã không qua khỏi. Ông đã trút hơi thở cuối cùng lúc 9 giờ 50 phút ngày 29 tháng 5 năm 2024. Ông hưởng thọ 50 năm tuổi. Xin quý cộng đoàn hãy cùng hiệp ý để thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen. Bỗng đâu mây ám quanh trời, nhận tin điện báo ông rời thế gian. Người đi mây trắng buồn trôi, ông đi vợ con, gia đình, thôn xóm, giáo xứ và cộng đoàn bùi ngùi nhớ thương. Thật là xót thương cho người ra đi và đau lòng cho người ở lại. Đau thương này thật là to lớn, mất mát này thật quá lớn lao. Trước ninh sàng khói hương nghi ngút, nỗi xót xa giây phút biệt ly. Bây giờ kẻ ở người đi, trống kèn đưa tiễn khúc bi thương này. Khăn tang phủ trắng một màu, hoa cài di ảnh úa màu dương gian. Nỗi đau cứ mãi ngập tràn, lệ dâng tuôn chảy mênh mang cõi lòng. Người đi trời đất ngóng trông, rời xa nhân thế ông về nơi thiên đàng. Trong niềm thương tiếc vô hạn, tất cả mọi người có mặt tại đây đau xót, tiếc thương tiễn đưa ông Phêrô về cõi vĩnh hằng. Những người ruột thịt trong gia đình, họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa của ông sẽ rất khó có thể quên đi nỗi đau thương quá lớn lao này. Tin ông ra đi đột ngột không một lời giã từ, ông ra đi bỏ lại bao ước mơ tươi sáng, bỏ lại gia đình, bỏ lại những người mà ông yêu thương, bỏ lại quê hương mà mãi mãi ra đi, khiến cho những người thân quen và biết ông không khỏi bàng hoàng, lưu luyến, tiếc thương. Vậy là từ nay mọi người sẽ không còn được nhìn thấy bóng hình của ông nữa. Lễ tiễn đưa ông hôm nay là một ngày rất buồn, chắc chắn là rất buồn.
Thank you.